Đừng đi, tôi về trước được không? Thật phiền phức, đứng yên đi. Ai bỏ về là thằng ngốc. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Đứng yên, cúi thấp xuống. Thấp nữa, cười đi. Há miệng ra. Phải cười lên, đừng ngậm miệng. Mau lên, sắp được rồi. Thằng nào chạy chậm nhất là thằng ngốc. Anh hùng thời nay. Ngưu à, anh đang quay gì vậy? Chúng tôi giao dịch rồi. Tôi đang chụp vài bộ. Cô không muốn giành giải nhờ thước phim này sao? Lạ thật, hai người kia làm gì với cái tủ lạnh vậy? Họ sắp thả nó xuống. Kênh khác sẽ đưa tin đó. Chúng ta là kênh bản tin thứ hai. Gì vậy? Có chuyện rồi. Chúng đang giao dịch. Sao anh lại lia máy đi chỗ khác? Chúng ta sẽ quay được cảnh nóng và cảnh bạo lực. Tiêu sái. Gì vậy? Sang trái. Tiêu sái, liệu có được không? Dù anh có cứu được không, chắc gì anh ta đã nhận anh. Dỡ giận. Tôi đang đánh liều một phen đây. Nếu tủ lạnh rơi từ trên cao xuống và tôi cứu được anh ấy, anh ấy sẽ biết ơn tôi. Có lý. Đây là chuyện ơn huệ. Nếu anh ấy là phụ nữ thời xưa, anh ấy còn có thể lấy tôi để trả ơn nữa. Nếu có một đại ca nổi tiếng trong giới giang hồ, chúng ta sẽ không bị coi thường. Lên đó đi. Khi tôi ra hiệu thì anh đẩy nó xuống. Vâng. Đừng chạm vào người cô ấy. Nếu không tôi nổi giận đấy. Tôi chạm vào cô ấy chứ có phải anh đâu. Tôi thích thế đấy. Này thì chạm này. Đồ biến thái. Cấm xâm hại nữ thần của tôi. Anh tức giận quá rồi. Tôi sẽ mua tạp chí lá cải, cắt phần ngực cô ấy, đem đốt chúng, dán ảnh lên tường để ném phi tiêu. Làm gì thế? Các cậu điên à? Sao lại để tủ lạnh ở đó? Có bà điên ấy. Người hùng thông của mình. Anh Thông đẹp trai và đáng mến. Làm gì vậy? Đồ ngốc. Được rồi. Biết rồi. Tôi không thể đỡ được nữa. Mọi việc trông cậy vào tôi rồi. Sắp rơi này. Rơi này. Đại ca, có sao không? Gãy rồi. Anh Thông. Anh Thông, anh có sao không? Mày đẩy tao xuống cống mà. Anh Thông, điều đó không quan trọng bằng việc cứu mạng anh. Anh không thấy cái tủ lạnh rơi xuống sao? Suýt nữa anh đã chết rồi. Em đã cứu anh đấy. Mọi chuyện đang suôn sẻ, chắc chắn là anh ấy sẽ được nhận. Anh Thông, không sao rồi. Bằng nhóm nào chẳng có vết đen. Đánh chết nó đi. Chết ngay. Có lẽ anh Thông đang thử thách anh ấy. Không phải rồi. Tiêu sái đang bị đánh như tử. Mày đã chết chưa? Chưa. Em có chính mạng liền. Em đã quyết định gia nhập nhóm anh. Dù có chết, em cũng không đánh trả. Tiếp đi, chính mạng hả? Đánh tiếp đi. Đừng đánh vào mặt. Đồ ngốc, mày không đủ tư cách làm việc cho tao. Đi. Chết đi. Anh Thông, làm sao em dám nhìn mặt các bạn? Nếu anh không thu nhận em. Anh Thông, đi mà. Em xin anh. Cẩn thận. Tôi đã bảo cẩn thận rồi. Sao không nói trước? Bọn kia, đứng lại. Cẩn thận. Đừng cười nữa. Chúng sắp đuổi kịp rồi. Nhanh lên.
Có sao không? May mà có anh đỡ tôi. Anh không sao chứ? Làm sao tôi ổn được khi không có ai đỡ tôi? Chạy mau! Cẩn thận! Lũ khốn, dám giẫm lên ngực mình. Ăn thôi, đừng đợi nữa. Đợi một lát nữa đi. Để làm gì? Em muốn một người kiếm tiền, đợi một kẻ lười biếng sao? Kẻ lười biếng, kẻ lười biếng. Im ngay. Biết rồi. Bố ơi, kẻ lười biếng là gì ạ? Là người không đi làm, chỉ biết ăn và ị. Vậy mẹ và con là kẻ lười biếng à? Không phải lười biếng, mà là gánh nặng. Gánh nặng, gánh nặng. Con chim ngu ngốc. Đừng tò mò nữa, con ăn súp đi. Em về rồi, cậu ấy về rồi. Kẻ lười biếng về rồi. Chị à, đến giờ ăn tối rồi sao? Cậu sao vậy? Sao người bẩn thế? Không có gì. Em đánh nhau với tên Thông và đồng bọn. Em đã đánh chúng nhiều tử, ai cũng nhìn thấy. Em sẽ nổi tiếng cho xem. Ăn thôi. Phải rồi, anh đứng trên ban công nhìn thấy cậu ngã xuống cống. Chẳng ai làm được việc đó ngoài chú. Tất nhiên chú sẽ nổi tiếng rồi. Sao cậu lại ngã xuống cống? Em đói quá. Anh rể, đừng coi thường em. Em quay lại ăn và nghỉ ngơi thôi. Chưa xong đâu, em sẽ trả thù chúng sau. Cậu đừng đi đánh nhau nữa. Đừng nói nữa, xới cơm đi. Chị xới đầy nhé. Thật sao? Ông Trung đang kiểm kê sổ sách ở trên tầng. Cho anh này. Ta biết cậu từ nhỏ. Cậu luôn muốn nổi bật. Cậu muốn gia nhập băng nhóm lúc cậu tầm 30 tuổi. Cậu quá tuổi rồi, bác Trung. Tuổi tác không quan trọng. Thằng Thái mới 17 tuổi, nhưng đã làm đại ca. Chuyện này mới giỏi này. Nó dẫn hơn 100 người đi đánh nhau tối qua. Lúc đó cậu ở đâu? Cháu có đi. Nhưng lúc đến Aberdeen, chẳng ai ở đó cả. Chúng ở Cửu Long, cậu đến Aberdeen làm gì? Cậu còn chẳng thể phân biệt được Cửu Long với Aberdeen. Cậu làm sao vậy? Thằng Thái hơn hẳn cậu. Nó hạ được 3 tên của kẻ thù. Phải. Giờ nó đang ngồi tù, nhưng nó sẽ được ra tù nhanh thôi. Ra tù, nó sẽ lại làm đại ca. Nguy rồi. Chuyện gì thế? Cậu đùa với lửa à? Cậu đang đốt tiền của ta. Cháu không cố tình, đây là tai nạn thôi. Khi nào giàu có, cháu sẽ trả bác gấp đôi. Chào bác. Đứng lại thằng khốn, cháu sẽ báo cảnh sát hộ bác. Anh thật sự giết ba người đó sao? Dĩ nhiên rồi. Mau lấy lời khai của tôi đi. Chứng minh thư của tôi đây. Anh nói là anh giết bọn họ phải không? Họ gầy hay béo? Tất nhiên là họ to lớn dạng dở. Trông họ giống Arnold Schwarzenegger. Cháy rồi. Bên cạnh có đám cháy. Mau ra xem sao. Đúng rồi, tôi quên chưa nói. Tôi đã gây ra đám cháy đó. Tôi cố tình đấy. Tôi làm vậy để khởi động trước khi đến đây. Chúng ta còn lại gì nhau nữa? Tôi biết khả năng của anh. Anh nghĩ mình có thể giết người chỉ bằng sự dũng cảm sao? Ngay từ đầu tôi đã biết anh nói dối. Ba người đó rất gầy, nhưng anh lại nói họ dạng dở. Không phải. Tôi đã đâm họ hàng trăm nhát. Tất nhiên là tôi đã lấy hết mỡ của họ. Họ bị giết bằng cái dũa. Tay phải tôi cầm dao, tay trái tôi cầm dũa. Biệt hiệu của tôi là bắp tay lực sĩ. Bắp tay lực sĩ ư? Chắc anh bắt trước kiện rồi. Đúng vậy. Kiện là ai? Diễn viên Tiến Quảng Đông. Tôi sẽ dẫn anh đến gặp anh ta. Anh ta cũng bị bắt à? Chắc ba người các anh có ước nguyện trước khi chết. Các anh đánh nhau trong địa phận của tôi, khiến ba đại ca của các anh chết. Đồ khốn, tôi không đến tìm các anh, nhưng các anh lại đem vũ khí đến đây, tự chuốc lấy rắc rối. May mà tôi phụ trách vụ này. Tôi đã tìm được người thí mạng cho các anh. Tôi giúp các anh thì các anh phải giúp tôi đập cho hắn một trận. Vào phòng giam lấy lời khai đi. Lấy lời khai ư? Anh sẽ còng tay tôi chứ? Không cần, tôi tin anh. Cảm ơn anh.
Phải thế này chứ. Ba người ở Cửu Long bị tôi đánh chết. Tôi có giỏi không? Các anh không tin à? Trong lúc tôi đối mặt với bọn chúng, tay trái tôi cầm con dao, tay phải tôi cầm cái dũa. Tôi chém hết phát này đến phát khác. Đến tên thứ ba, tôi bỏ dao xuống, tôi tóm ngực rồi đâm vào bụng hắn. Tôi xoắn bộ đồ lòng của hắn rồi giật bàn quan ra. Tôi ném nó lên cao, đỡ lấy và tung lên tiếp. Sau đó tôi đá nó đi. Bàn quan văng tung tóe khắp nơi, chỉ còn lại mấy mẫu dài của tôi. Vết xăm mà. Cảnh sát được phép xăm mà. Mày giết đại ca bọn tao. Các anh hiểu nhầm rồi. Cứu tôi với. Dân, tôi là chị gái cậu ấy. Chúng tôi ở đồn cảnh sát Dượng Giác. Đến đón anh ta đi. Đồn cảnh sát à? Dân, tôi đến ngay đây. Tốt, cứ để cảnh sát giữ nó. Anh được tự do rồi. Sao không nghe máy rồi hắn đi? Alo, anh Tiêu à? Thằng Tiêu à? Nó bị tù chung thân rồi. Anh nhắn lại là Mỹ Bảo đá anh ta. Ai thế anh? Nó xui xẻo rồi. Bạn gái nó vừa đòi chia tay. Anh ơi, cho tôi hỏi. Cô ra bàn lễ tân hỏi đi. Dân. Cô à, cho tôi hỏi. Chị ra xếp hàng đi. Chị không thấy chỗ xếp hàng à? Xếp hàng ư? Làm gì có ai xếp hàng đâu. Không có ai. Chứng tỏ đến giờ tôi nghỉ làm rồi. Chị đợi ca sao đi. Này anh, đừng đi. Chuyện gì vậy? Cho tôi hỏi, anh có biết em trai tôi ở đâu không? Tôi là người đưa hàng. Làm sao tôi biết anh ta ở đâu? Cô điên rồi. Tôi không cho anh đi đâu. Chuyện gì vậy? Tôi có chuyện gấp. Có gấp bằng chuyện này không? Này mọi người, chuyện gì thế? Ra đây mà xem này. Tôi đang xào rau với thịt, nhưng tôi cho nhiều muối quá nên món xào lại thành mặn. Tôi cho thêm đường vào, nhưng tôi không biết rằng đường sẽ làm cho món xào bị chua. Chồng con tôi chê món xào quá dở, nên tôi đã mua cho họ bữa trưa ở tận Đại Lục. Đồ cảnh sát vô dụng. Các người nghe chuyện nhảm nhí của tôi mà tại sao không chịu nghe tôi khi tôi hỏi về chuyện em trai? Vậy mà gọi là biểu diễn hả? Chị gái, về nhà mà ngắm mẹ anh. Em trai, sao cậu lại thế này? Em trai cô đánh nhau, tôi nhảy vào can và vô tình đánh anh ta, phải không? Phải. Có phạt này gì không? Không mà. Chẳng phải anh nên xin lỗi vì làm phiền cảnh sát sao? Tôi xin lỗi. Cái gì? Tôi nghe không rõ. Tôi xin lỗi. Anh cảnh sát, em trai tôi là người tốt. Thả cậu ấy đi. Này, tôi muốn thả anh ta, nhưng anh ta cứ đòi ở lại đấy chứ. Phải đấy, về nhà đi. Nếu không cậu sẽ mất bạn gái. Mỹ Bảo ư? Ừ, cô ấy gọi điện đến, bảo là chia tay với cậu. Không thể nào, cô ấy có thể bỏ em, nhưng làm sao cô ấy bỏ được đứa bé trong bụng? Đứa bé ư? Vậy thì cậu không được để cô ấy chia tay. Stay Home Friday, this month. Udah waktunya lu punya cowok. Dan gue gak akan rela sampai gue kehilangan. Sore ga subete da to omoimasu. Maketa kunai. Anh luôn mang tới may mắn cho những cô gái ở bên cạnh. Nó dốc xe cán á. Gila nak. Pastiin, ngapain sih pakai tutup mata segala? Gengsi Boima. Stay Home Friday. Friday nights at 9. Đây, xin cậu hãy nhận nó. Không. Không thể nào. Tôi không thích con gái ngu ngốc. Cậu ấy đến từ một thế giới khác. Tôi đã yêu một người ở ngoài tầm với của mình. Đột nhiên, chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau. Bọn anh đi đây. Sẽ có ngày mình giành được cậu ấy.
đón xem bộ phim Nụ hôn tinh nghịch ở trường trung học trên kênh Red by HBO. Orang punya keanehannya masing-masing dan keanehanku adalah nulis surat cinta lalu disimpan. Kok lo tumben sih nyuruh gue jalan sama cowok? Udah waktunya lo punya cowok. Masa sama gue terus? Itu surat nggak tahu ya gue tulis berapa tahun yang lalu. Please jangan diambil hati ya. Baru mau ambil hati. 15 tahun Rai kita temenan dan lo sampai sekarang nggak tahu alasannya kenapa gue masih nemenin lo. Aku ngapain ada di sini kalau aku nggak cinta sama kamu? Dear Love premieres Friday December 1st 9 p.m. on Red. Chúng ta phải đòi lại đứa bé. Mỹ Bảo, Mỹ Bảo, anh đến đây làm gì? Mỹ Bảo, quay lại với anh đi. Em sẽ không bao giờ rút lại lời. Anh nghĩ là em đùa chắc. Chỉ là giận dỗi nhau, sẽ qua nhanh thôi. Em không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho đứa bé chứ. Chị ấy nói đúng. Em nghe chị ấy đi. Đứa bé thì liên quan gì đến anh? Đúng, không liên quan đến anh. Cái gì? Không liên quan đến anh sao? Sao anh lại hét lên như thế? Đúng, nó không liên quan đến anh. Đứa bé là con của Johnny. Johnny ư? Anh không tin. Em ngủ với nó mấy đêm? Một đêm. Em ngủ với anh mấy đêm? Ba đêm. Đúng vậy, ba đêm thắng một đêm. Đúng rồi. Nhưng đừng quên là anh chỉ ngủ. Không thể nào. Anh nhớ mang máng mình đã lên đỉnh. Có phải cậu đã bị mộng tinh không? Mộng tinh ở tuổi em sao? Johnny! Johnny Hào ư? Johnny! Johnny, gã bất tài này lại làm phiền em. Này nhóc, nếu không có gan thì đừng đi tán gái. Cút cho khuất mắt tao ngay. Chị ủng hộ cậu. Khoan đã, tôi không hề nhát và tôi sẽ không chạy trốn. Nghe đây, tôi sẽ đi nhanh. Đi thôi chị. Bà cô này là chị mày à? Mang bà ta đi mau. Ngoài này gió lắm. Phải rồi, hẹn hò với bà cô già này trước đi. Mày vẫn đến được buổi diễn 9:30 đấy. Johnny, dừng lại, từ từ. Ra mà xem này. Mày đánh chị tao à? Chết đi. Mày đánh em tao à? Đồ khốn. Chị à, cẩn thận đứa bé. Đừng đánh vào bụng cô ấy. Có phải con của cậu đâu. Được, chị giết nó đi. Biết rồi. Em có sao không? Chết đi. Chị gái Johnny Hào, có sao không? Đánh nó đi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chị à, tiền bảo lãnh là bao nhiêu? Chị không biết. Về nhà em đừng nói gì đấy. Chết tiệt. Anh là chồng của ta à? Vâng, chồng mà không quản được vợ. Vâng, về nhà đánh cho một trận. Vâng, tôi đánh hộ nhé. Không cần, tôi đánh được. Đồ ngốc. Cô ở nhà nội trợ mà lại ra ngoài đánh nhau như thế à? Muốn đánh nhau không? Về nhà đánh nhau với tôi. Đi mau. Đi nào em trai. Không được đi. Cán bộ, tôi trả tiền rồi. Anh trả bao nhiêu tiền? À phải, tôi chưa trả tiền bảo lãnh cho cậu. Vậy em trai em sẽ ra sao? Tôi không có tiền để bảo lãnh cậu. Cậu dám dẫn chị gái đi đánh nhau? Cậu tự lo đi, đi nào. Em trai, em trai. Ai cũng có em trai, nhưng nó là tệ nhất. Nó kéo em theo làm gì chứ? Nó không phải là đàn ông. Chị về nhà trước đi, em không sao đâu. Em quen rồi. Cán bộ, cho tôi một ly trà sữa, pha cà phê. Không đường. Chị về đi. Về nhà mau, nhanh lên. Sao vậy? Anh buồn à? Buồn cái con khỉ.
định đánh nhau vì không ai bảo lãnh cho anh à? Tôi nào dám. Đừng đùa tôi nữa, cán bộ. Anh nói là anh muốn uống trà sữa pha cà phê, không có đường đâu. Cảm ơn anh. Uống đi. Nào, uống đi. Alo, chị à, em được thả rồi. Cậu có sao không? Tất nhiên là em không sao. Chị đi 5 phút thì em được thả. Thật sao? Đã có chuyện gì? Một cảnh sát ở đó là bạn cùng lớp cũ của em. Cậu ấy bảo lãnh em rồi mời em về nhà ăn cơm. Cậu ấy rất tốt với em. Vậy thì cậu may rồi. Thế nên em mới bảo chị đừng lo lắng. Khi nào anh để nguôi giận, em sẽ về nhà. Nó lớn rồi, em không thể lo cho nó mãi. Đẩu à, chúng ta là vợ chồng đã lâu rồi, anh cũng biết đấy. Em trai em là người thân duy nhất của em. Nó vô dụng, hèn nhát và lười biếng. Nếu nó thành công, nó có thể ngồi lên đầu anh cũng được. Cậu đã nói là sẽ mua xe 4 bánh cho cháu. Khi nào cậu mới mua cho cháu? Nó về nhà rồi à? Thật đúng lúc. Nó đâu rồi? Thằng ngốc, sao mày dám về nhà? Mày không làm việc, dĩ nhiên là mày không có tiền. Thế mà mình tưởng nó về rồi. Về rồi. Nó về rồi à? Ở đâu? Sau tủ lạnh. Mày đùa tao đấy à? Không, anh ta ra ban công rồi. Thật không? Trong phòng. Mày không buồn ngủ à? Ngủ đi. Chị tìm chỗ cho em trốn đi. Anh ấy muốn giết em, trong này chật quá. Cậu trốn vào đâu được? Trốn dưới gầm giường đi. Làm sao em trốn dưới đó được? Cậu làm gì vậy? Không được đâu, anh ấy sắp vào rồi. Làm sao cậu chịu cả đêm được? Sao em lại sợ thế? Đâu có. Em điên rồi. Cái gì thế? Em bị ma nhập à? Sao em lại tắt đèn? Đẩu à, anh làm gì ở đó thế? Lại đây. Đẩu à, lên giường đi. Làm gì mà vội vã thế? Cái áo khoác nặng thật đấy, làm đinh bật cả ra. Em đang tìm gì vậy? Không có gì. Em không phải tìm đâu. Nó ở đây này. Anh Đẩu, nghe em đã. Em không phải nói gì hết. Anh biết em đã nhìn trộm rồi. Một cái dài, một cái ngắn, có tất cả 3 cái. Sao anh có nhiều roi thế? Em không biết đâu. Các chuyên gia nói người thành phố có đời sống chăn gối tẻ nhạt, dùng roi sẽ làm tăng khoái cảm, khiến chúng ta hưng phấn hơn. 3 chiếc là 600 đô. 600 đô ư? Lẽ ra nên mua chổi quét bụi. Cái này khác hẳn. Anh cũng mua bộ này nữa. Biến thái. Đây không phải là biến thái, mà là mốt. Anh lấy cho em một cái để thử. Cái này cứng quá, để anh lấy roi mềm hơn. Cảm ơn. Sao cậu lại trốn trong tủ quần áo? Em đang cố học theo mốt như anh. Đây là shop. Sao cậu lại trốn trong tủ quần áo? Mẹ ơi, sao mỹ thế? Cháu không được nhìn.
Sao bố lại trở thành phụ nữ? Cháu ngủ đi. Đồ khốn, cút khỏi đây. Cút ngay. Anh bảo em cút đi nha. Khoan đã. Anh nghĩ lại mà xem. Bây giờ cậu ấy rất giận dữ. Anh cũng giận dữ. Em biết. Nhưng nếu cậu ấy tiết lộ sở thích biến thái của anh cho mọi người, anh sẽ không dám ra đường nữa phải không? Nhưng chẳng có lý gì, anh phải nuôi cậu ta hết. Đúng vậy. Anh cho cậu ấy một cơ hội nữa đi. 3 ngày thôi. Nếu 3 ngày nữa cậu ấy không tìm được việc, anh có thể đuổi cậu ấy. Được không? Anh đuổi em đi hả? Không. Cậu ngủ đi. Chị sẽ lo mọi chuyện. Nhanh lên. Con toát hết mồ hôi rồi. Con sẽ muộn học mất. Chị đã hẹn với anh Châu 12 giờ. Anh ấy sẽ kiếm việc cho cậu. Đừng đến muộn đấy. Chị đã nói câu này mấy lần rồi. Đồ điên. Mẹ ăn nốt cho. Bội bạn tính tiền. Dân. Chị để em trả cho. Cậu có tiền không? Bạn cũ của em cho em vay một ít. Chị cầm lấy. Tuần sau sinh nhật chị, mua mấy bộ áo mới đi. Cậu giữ lấy mà tiêu. Chị là chị gái duy nhất của em. Cháu muốn mua xe 4 bánh phải không? Cậu hết nợ với cháu rồi nhé. Hay quá. Cậu kiếm được tiền rồi. Mẹ ơi, chỉ còn chúng ta là hai kẻ lười biếng. Lười biếng gì? Đi mau. Nếu không con sẽ muộn học đấy. Cháu chào cậu. Nhớ 12 giờ đấy. Đừng đến muộn. Được rồi. Phụ nữ thật phiền phức. 21 đô rưỡi. Đây là 30 đô. Giữ tiền thừa đi. Cảm ơn anh. Cười gì mà cười? Anh phải đền cho tôi. Đồ khốn. Lao mặt đi. Đồ khốn. Đứng lại. Đồ khốn. Đứng lại mau. Cào quá. Đứng lại, đứng lại. Anh đừng đuổi theo, em sẽ đứng lại. Đứng lại. Sao biến thái mà khỏe thế? Chết đi. Đứng lại. Nhanh lên. Coi chừng. Gì cơ? Sao lại có cục điện ở đây? Mình sẽ kiện công ty điện. Đứng lại, đứng lại. Sao cô dám quay phim chúng tôi? Đứng lại. Đồ khốn, đứng lại mau. Đồ khốn, mày hết đường rồi. Xem mày chạy đi đâu nào. Đồ khốn. Nó biết bay sao? Anh Lợi. Anh mà gặp em trai em, anh sẽ quý cậu ấy ngay. Cậu ấy trung thực, chăm chỉ và đẹp trai nữa. Nếu đồng tính, anh sẽ yêu cậu ấy. Cậu ấy rất hóm hỉnh. Cậu ấy rất hợp với nghề bảo hiểm. Không cần biết có hợp hay không, anh sẽ nhận cậu ấy. Vì em nhờ anh, chúng ta biết nhau đã lâu rồi. Tất nhiên anh sẽ giúp. Hơn nữa chúng ta từng là chuyện đó lâu rồi. Còn em trai em, A Lệ, đừng lo, anh sẽ giúp cậu ấy. Chúng ta quen nhau đã lâu, suýt nữa thì thành vợ chồng. Nhưng anh không giỏi bằng Đẩu để làm em hạnh phúc. Đừng lo, em có thể tin tưởng anh về chuyện em trai em. Cảm ơn anh rất nhiều. Cùng ly nào. Chị à. Em trai, sao vậy? Trà sữa không ngon à? Đây là em trai em sao? Cho tôi một coca. May là chị đã thuyết phục được anh ấy.
Cậu không được làm hỏng nhé. Nhất là trước mặt anh rể cậu. Cậu lúc nào anh làm gì vậy? Cậu phải thành công và chứng tỏ bản thân. Chưa thấy đàn ông có ngực bao giờ à? Tôi sẽ móc mắt cậu ra, đồ điên. Biến thái. Cậu có nghe chị nói không? Chị đừng lo, lần này em sẽ thành công. Anh làm gì vậy? Cô nhìn cái gì? Tôi đang gọt vỏ cho cô. Anh rể, anh đang gì chưa? Em có tin vui cho anh. Đây là bảo hiểm nhân thọ. Anh biết về sở thích của mình rồi. Anh có thể chết vì nó đấy. Vì chúng ta là bạn bè nên tôi mới giới thiệu loại bảo hiểm này cho các anh. Nó bao hàm mọi thứ, từ bị chó cắn đến bị cá cắn. Không những vậy, nó còn bao hàm tổn thất do chia tay, rối loạn tâm lý, suy sụp tinh thần, mất trí do thất tình và những ước nguyện tình yêu không thành. Tôi sẽ mua. Thứ tư tuần sau là sinh nhật tôi. Tôi muốn Diệp Tử My đến dự sinh nhật tôi. Anh thật là tinh tế. Giấc mơ của anh sẽ thành sự thật. Phải rồi, làm gì có loại bảo hiểm đó? Có chứ, không tin tôi à? Đúng vậy. Cuộc sống rất mong manh. Tháng 6 vừa qua, một phụ nữ trung niên bị cá mập giết trong lúc đang đi bơi. Tháng 4 vừa qua, một người đàn ông trung niên bị xe đâm chết. Một cô bà khác bị chết ngạt trong lúc ăn bánh bao. Chính vì vậy, bà phải mua bảo hiểm để phòng thân. Tôi sẽ mua. Bà chọn đúng lắm. Anh cũng muốn mua à? Anh bán bảo hiểm cho mẹ tôi à? Về mà bán cho mẹ anh. Mẹ tôi mua bảo hiểm rồi, chỉ có mẹ anh chưa mua thôi. Đồ khốn, lại nữa à? Không nghe lời tôi, các người sẽ phải hối hận. Hồng Kông là một nơi rất nguy hiểm. Hàng ngày có rất nhiều người chết. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và các người không được bảo vệ. Các người không mua bảo hiểm của tôi, tôi cầu cho các người chết vì tai nạn hết. Gì vậy? Anh làm trong ngành bảo hiểm, đã có chuyện gì vậy? Cương con, cho cậu hay. Mặt tốt của loại bảo hiểm này là cậu được đền bù ngay lập tức. Tôi mua bảo hiểm rồi. Vậy sao? Đúng vậy, tôi làm sao sống nhờ đồng lương nghèo này của tôi được. Khi nào cần tiền, tôi lại tự đánh mình. Mắt trái được 9.000 đô, mắt phải được 9.000 đô, chỗ này được 4.800 đô. Tôi cần 200.000 đô để đặt cọc mua xe Porsche. Tôi có được 80.000 đô, nhờ lấy gạch tàn đập vào đầu. Anh vẫn còn thiếu 120.000 đô. Tôi đánh gãy một chân là quà. Tháng sau tôi sẽ có xe hơi. Cường còn, cậu nghĩ sao? Tôi cũng muốn mua bảo hiểm của anh. Nhưng anh biết đấy, tôi rất ốm yếu, không thể có chứng nhận sức khỏe. Chỉ cần cậu mua bảo hiểm, tôi sẽ có cách. Khăn trên lĩnh này, hay bài phân nhìn, chân sự yên khăn 越像一个真警察。圣雷要是有其他内鬼，你要特别小心。警察，因为是敌是友，我们不清楚。你要杀我随时可以，你不杀我就是不是时候。怎么合作？那就不合作。这么大的事情不通知我，就是说你也想杀我。 Infernal Affairs, premieres Saturday, December 2nd, 9 p.m. on Red. さっき村山君亡くなりました。かつて 天才羽生善治と互角に渡り合い命の全てを戦いに捧げた男がいた。西の街道村山聡やって。羽生さんとの対局はね、20勝分の価値があるんですよ。強いな。進行性の膀胱癌です。Satoshi, A Move for Tomorrow, premieres Friday, December 8th, 9 p.m. on Red. Đợi đã. Cô ấy còn sống chứ? Tớ sẽ tìm cách để cậu tán được Kirana. Tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi ra. Này, gì thế? Nhìn này. Đó là... Ah!
Xin lỗi. Giơ tay lên. Đại ca, nếu chết rồi, cậu sẽ sống mãi. Tôi sẽ đi khám sức khỏe thay cậu. Tôi khỏe mạnh thế này, chắc chắn là sẽ qua. Tôi sẽ trao đổi giấy khám, cậu đừng lo. Thỏa thuận thế nhé, chăm sự nhờ anh. Tối nay tôi mời anh đi hát karaoke. Cậu làm sao vậy? Cả một tuần chỉ ký được một hợp đồng. Anh Châu à, dạng sự khởi đầu nan. Nếu không nể mặt chị gái cậu, tôi đã đuổi cậu rồi. Không có cái thứ nhất, sao có cái thứ hai? Hợp đồng đầu tiên rất suôn sẻ. Suôn sẻ ư? Cậu cả gan chấp nhận điều kiện này, cậu muốn chúng ta phá sản à? Không đâu, cậu đã nghe. Đến bệnh Parkinson bao giờ chưa? Một chút ạ. Người thân nào có ai mắc bệnh lý? Ai ư? Bạn cậu, Cường Cò mấy? Cậu ta chỉ sống được một tháng nữa. Hả? Cậu không tin tôi à? Cứu thế giới! Cứu thế giới! Thế giới này thật bất công. Cô gái này luôn bị truy đuổi, nhưng cô ấy vẫn bình an. Nhưng mình lại phải chết trong khi không dưới vào rắc rối. Anh rể mà biết tin này chắc sẽ mừng lắm. Đúng rồi, mình không được chết. Mình phải làm điều gì đó thật vĩ đại. Mình phải trở nên nổi tiếng. Mình muốn thế giới nhớ đến mình. Đại Khẩu, hôm nay sinh nhật anh, chúng tôi sẽ hát tặng anh. Minh, sẵn sàng chưa? Rồi, 1, 2, 3. Cầu cho anh bị dở đầu mẹ chán. Cầu cho anh bị đá đít. Cầu cho anh không bao giờ vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật anh. Anh có vui không? Vui lắm. Anh hãy ước một điều trước nữ thần quyến rũ. Tất cả đàn ông yêu phụ nữ đẹp, hãy ban cho tôi một điều ước. Điều ước của anh đã thành sự thật. Dù họ không hoàn hảo, tôi sẽ vẫn chọn họ. Ai thế? Xin lỗi tôi đến muộn. Chỉ vì món quà cho anh thôi đấy. Quà gì vậy? Chúng ta là bạn bè, đâu cần tặng quà. Này, quà gì thế? Một cái túi đen. Cắm nhìn. Quà gì vậy? Gì thế? Diệp Tử Mi. Nữ thần quyến rũ. Cô ấy đeo mặt nạ, ai biết cô ấy có phải thật không? Tôi cũng có ngực, cả tôi nữa. Thật hay không? Các anh khác sẽ biết. Ai thèm quan tâm? Điều ước của tôi thành sự thật rồi sao? Sao anh không ước thêm hai điều để chúng ta cùng sung sướng? Ngực cô ấy to quá, đủ để ba người sờ đấy. Chuẩn bị, sờ. Bình tĩnh nào. Tôi mời cô ấy đến đây để dự sinh nhật anh. Tôi đã hứa không ai được chạm vào cô ấy. Các anh có thể nói chuyện, nhưng không được chạm vào cô ấy. Tiêu Sái, anh thật tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên anh. Thôi nào, mời cô ấy ngồi đi. Cô đừng lo, chúng ta sẽ chơi đố vui. Cô ăn bánh đi. Không, cảm ơn anh. Mình phải thực hiện ước muốn của anh ấy trước khi chết. Tôi hỏi một câu, cô phải trả lời thật nhé. Được. Cô lộ hàng trên báo lá cải. Đó có phải là tai nạn không? Nói đi, nói đi. Tất nhiên đó là tai nạn. Tai nạn ư? Vậy làm thế nào? Họ chụp được ảnh cô, nâng sườn xám lên để lộ chỗ nhạy cảm. Nếu anh không tin tôi thì thôi. Đó là Hoa hậu châu Á Tăng Tử Dương. Anh sai rồi. Có quá nhiều diễn viên làm thế. Thật khó phân biệt ai với ai. Chẳng vui gì hết. Giờ,
Đến lượt tôi hỏi cô, ngực của cô có phải thật không? Tất nhiên là thật rồi. Không thể nào. Chúng trông rất săn, dù cô ngồi hay nằm. Chúng không sẽ à? Phải đấy, tôi không tin. Trừ phi cô cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Nói đi, nói đi. Tôi tập khí công nên ngực rất săn chắc. Cô chỉ được cái nớ khoác. Nếu các anh không tin, hãy đưa tôi một quả trứng và một quả chuối. Trứng và chuối à? Chuối của cô đây. Cô ấy sẽ bóp quả chuối. Cô ấy nhét nó vào kìa. Giờ các anh xem đây. Xem nào. Nó đang nở ra. Đang nở ra kìa. Chưa là gì đâu. Đưa tôi quả trứng. Lấy trứng đi. Được rồi, trứng của cô đây. Đây, các anh xem nhé. Nữ thần quyến rũ, đẹp không thể tả xiết. Đúng vậy. Cô ấy là người hướng dẫn của Diệp Tử My. Nữ thần quyến rũ. Nữ thần quyến rũ. Tôi phải chụp ảnh với cô ấy. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Tôi phải phóng ảnh to bằng này. Như vậy ngực cô ấy cũng to bằng này. Chúng ta có thể cùng nhau ôm ngực cô ấy. Đồ khỉ gió. Tiêu sái, ngồi đi. Anh gọi về nhà rồi à? Anh ăn đi. Sau khi vào công ty bảo hiểm, anh thay đổi hẳn. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không được hèn nhát. Đúng vậy, tôi phải nỗ lực. Tốt xấu gì, tôi cũng phải nổi tiếng, đúng không? Nếu không gì sao, các băng nhóm lúc nào cũng pha chương. Đằng sau có cảnh sát kìa. Đâu? Cảnh sát nào? Gì vậy? Đừng có tin gì. Gì vậy? Chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ à? Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Đừng uống nhiều đấy. Xin lỗi cán bộ. Có tội dạ gì, tôi sẽ chịu. Thời cơ đến rồi. Tôi muốn trả đũa lâu lắm rồi. Lần này là ai vậy? Chào anh. Chào. Anh đi tuần à? Ừ. Gặp mai rồi đây. Mấy anh chị, có chuyện gì ạ? Sao nhìn thấy tôi, cô lại sợ thế? Cô sợ tôi cắn cô à? Tôi không sợ, không mà, trong đó có gì? Toàn đồ phụ nữ thôi, đồ của phụ nữ à? Đưa cho tôi, đưa đây, đứng yên đi. Ma túy à, cô gặp rắc rối rồi, cô bị bắt quả tang. Cán bộ, cho tôi một cơ hội đi. Cơ hội à? Được thôi. Cán bộ, anh làm gì vậy? Làm gì ư? Tôi cũng muốn có một cơ hội. Đừng sợ, trông tôi xấu xí, nhưng tôi nhẹ nhàng lắm. Cán bộ, tôi đang bị trừng phạt. Anh đừng chỉ dùng một tay, dùng cả hai tay đi. Bức ảnh đẹp thật đấy. Giờ tôi là người ra lệnh, anh sẽ làm những gì tôi nói. Dân ạ, dân ạ. Nói to lên. Dân, thưa đại ca Tiêu. Anh xấu xí, hơi thở hôi hám, nhơ bẩn, không cần nói gì hết. Hà Tử, mang mất anh đến mang khiếu nại. Không, đại ca Tiêu, đừng mà. Anh mà làm thế, em chết mất. Đại ca Tiêu, anh muốn em làm gì thì anh mới hài lòng. Đại ca Tiêu, em đã làm hết những việc anh bảo em. Khi nào em mới trả em bức ảnh? Tôi sẽ trả sau khi anh làm việc này. Anh muốn em làm trai bao ư? Anh nhìn lại mình đi. Không đủ điều kiện đâu. Đúng vậy. Thế vì sao em lại ở đây? Để chuộc lỗi. Mỗi lần chơi gái anh đều không trả tiền. Nhưng lần này anh phải trả tiền. Anh biết thừa là em đã đưa hết tiền cho anh. Lần này tôi sẽ trả tiền. Anh sẽ trả tiền cho em à? Tốt quá, em đồng ý. Lâu rồi không ai đãi em món này.
Tên cớm này rất hống hách. Hắn đáng bị như vậy. Cậu Tiêu, cậu giỏi thật đấy. Anh Tiêu à, em xong rồi. Ảnh của em đâu? Tôi chưa thể đưa cậu được. Vì sao? Tôi hỏi ông Quảng rồi. Cậu chưa trả tiền 8 lần. Tôi đã hỏi tất cả bọn họ. Là cô à? Nào, cô trước đi. Rõ. Đưa tôi 300 đô. Của cô này. Cảm ơn anh. Lẽ ra tôi phải tiết kiệm chút đạn. Anh sắp hết đạn rồi. Đi thôi. Cố giữ đạn hả? Đồ hãm tài. Đến lượt cô. Đồ vô dụng. Anh Tiêu, em chịu rồi. Em không làm tiếp được. Vì sao? Anh Tiêu, em già rồi. 7 lần liên tiếp đã là kỷ lục thế giới. Em không thể làm 8 lần đâu. Dù em có muốn, nhưng cũng hết sức rồi. Tôi đã biết trước chuyện này. Đừng dùng quá liều đấy. Dầu massage. Thế này sẽ giúp anh lập kỷ lục thế giới mới. Để tôi. Lại nữa à? Ra đây, đừng giả chết. Cứu giới. Anh nhìn này, chúng tôi đã dùng hết loại dầu. Anh ta kiệt sức rồi. Hà Tử, đưa tôi 300 đô nữa. Em xin đại ca, em đã dùng hết sức rồi. Chúng ta chỉ còn 30 đô. Hay quá, cuối cùng em được nghỉ rồi. Tôi nhận 30 đô. Sao cô rẻ mạt thế? 30 đô mà cô cũng lấy à? Tôi sẽ cho anh một trận. Alo. Dân. Tôi nghe. Chuyện gì vậy? Hả? Cảnh sát đến rồi. Cậu là người có chiếc lưỡi thần thánh hả? Canxi Natri Magie. Chiếc lưỡi đặc biệt, liếm một cái là phân tích được mọi chất. Tomonaga Ranmaru. Cứ để vụ này cho tôi. Tôi ở đây nếu cậu cần tôi. Họ đi tới đâu? Bất hạnh xảy ra ở đó. Này, cậu giúp chúng tôi được không? Gì cơ? Đón xem bộ phim Ranmaru, chàng trai có chiếc lưỡi thần thánh trên kênh Red by HBO. Trong một thành phố tha hóa vì tham nhũng và bạo lực, anh được trao cho một lựa chọn: chiến đấu hoặc chết. Anh hy sinh bản thân vì tình anh em, danh dự và hòa bình, nhưng đổi lại chỉ là mâu thuẫn, sự phản bội và cái chết. Đón xem bộ phim Đại náo Shinjuku trên kênh Red by HBO. Stay Home Friday this month. Udah waktunya lu punya cowok. Dan gue gak akan rela sampai gue kehilangan. Sore ga subete da to omoimasu. Maketakunai. Anh luôn mang tới may mắn cho những cô gái ở bên cạnh. Nó dốc xe cán á. Kirana. Pasti. Ngapain sih pakai tutup mata segala? Kenshin Polymer. Stay Home Friday. Friday nights at 9. Đừng đi nhanh thế, mau lên. Em không đi đâu, đừng kéo em. Dừng lại, em phải nghỉ đã. Lại gì nữa? Anh Tiêu, nếu không nghỉ, em sẽ chết mất. Trông anh khỏe thế, mà leo vài bậc thang đã mệt là sao? Gì chứ? Anh biết không, em rất giỏi đấy. Em vừa ngủ với hơn chục cô gái. Nếu anh là em, anh đã chết rồi. Để tôi dìu anh. Em không đi đâu. Được rồi, đi nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Hà Tử, chạy thôi. Đứng lại, giơ tay lên. Dân. Cảnh sát đang đuổi theo. Bắt chúng làm con tin đi. Ừ, ý hay đấy. Ngồi yên đây nhé. Chắc chết rồi. Quần áo của anh đây. Cả dài nữa. Ngu, một tên là cảnh sát đấy. Cảnh sát à? Tôi không phải là cảnh sát. Lần trước bọn tao đến đây, anh trai tao bị cảnh sát Hồng Kông bắn chết.
Vì vậy tao rất căm hận cảnh sát Hồng Kông. Tao muốn giết hết bọn chúng. Ai trong số chúng mày là cảnh sát? Anh ta không phải đâu. Nếu không phải, sao bọn họ lại chỉ vào mày? Người này là cảnh sát, người này là đặc vụ ngầm, tôi là gián điệp. Tất nhiên họ đang vu khống tôi. Anh nhìn tôi gian manh thế này, làm sao giống cảnh sát được? Anh ta khác hẳn. Anh ta trông rất tử tế. Anh ta không là cảnh sát thì còn là gì nữa? Anh dưỡng chối hả? Dám chỉ xuống nhà tao sao? Tôi chỉ muốn cho anh xem một bức ảnh. Anh Tiêu, anh ra xem đi. Anh Tiêu, Ngu, sao ngực quái lại sưng lên như thế? Anh không biết quái là ai sao? Lâm Thanh Hà đấy, thật không? Đừng hôn nữa, tôi giữ bức ảnh này nhé. Dám đánh tao hả? Sao mày lại giết anh ta? Tôi giết anh ta để chứng minh tôi không phải là cảnh sát. Cảnh sát không giết người dễ thế đâu. Có lý, tao tin mày. Cảm ơn anh, tôi sẽ thả anh. Cảm ơn anh. Khoan đã, các anh không thể để tôi như thế này. Đúng đấy Ngu, anh ta sẽ chết nếu bị bắt. Chính phủ Hồng Kông sẽ có thể phục hồi án tử hình. Đúng rồi, án tử hình. Đưa anh ta sang đại lục đi. Cảm ơn anh. Trong anh có tổ chức lưu manh, chúng tôi sẽ đưa anh về cùng. Cảm ơn, anh lên tàu trước đi. Sau khi bán hàng xong, chúng tôi sẽ đuổi theo. Nhớ tiệm anh Bi ở số 5 đường Trung Sơn, Quảng Châu. Anh nhớ đấy. Bảo trọng nhé, tôi sẽ sống tốt. Hai anh phải bảo trọng đấy. Tôi sẽ viết thư cho các anh. Hẹn gặp lại vào năm 1997. Tạm biệt. Đồ khốn, anh hôn nữ thần của tôi. Anh ta giữ nhìn chúng ta kìa. Tuyệt quá, sĩ quan 3662 đi rồi. Từ nay Hồng Kông sẽ được bình yên. Tiêu đâu rồi? Làm cảnh sát là ước mơ hồi nhỏ của tôi. Các anh em, hy vọng mọi người sẽ không quên sự kiện tại đây. Hy vọng mọi người sẽ không quên tôi. Tôi là Tiêu Sái. Cẩn thận, có con tin đấy. Cứu giới. Gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu. Đừng cản đường, tránh ra nào. Annie, lại đây quay đi. Dân, tình hình thế nào? Trong đó có 4 tên cướp, rất có thể chúng có bom. Anh ở đơn vị nào vậy? Nhìn anh lạ lắm. Tôi là người của thống đốc. Chính phủ ư? Bọn cảnh sát nghe đây. Anh thông ư? Nếu 5 phút nữa không rút lui, ta sẽ giết tất cả con tin. Nghe rõ đây. Tất cả bình tĩnh, đừng manh động. Cầm lấy. Trung quý, người thương thuyết đến chưa? Chưa đâu anh Ngô. Họ đang làm gì vậy? Để tôi xử lý. Anh Nư, cho tôi mượn cái xe. Anh ta là ai? Anh ta là người của thống đốc. Thống đốc sao? Đúng vậy. Anh sợ mùi thuốc súng à? Đưa tôi súng của anh. Được. Có người ra rồi. Gì thế? Nhìn này. Lại đây quay đi. Cho tôi đi nhờ. Tránh ra, không có gì xem đâu. Tránh ra. Có người ngất rồi, mau cứu đi. Cả bọn cướp và con tin đều đang ở trong siêu thị. Tình hình rất... Chà, hoài phong quá. Mọi người hãy nhớ rằng tôi là Tiêu Sái. Tiêu Sái ư? Mình biết tên anh ấy sẽ rất đặc biệt. Liên lạc với Trung úy Ngô ở hiện trường, kiểm tra xem Tiêu Sái ở đơn vị nào. Người thương thuyết đã được cử đến siêu thị để chứng minh không mang vũ khí.
Anh đã vào đó với tư thế gần như khỏa thân. Cô cứ nhìn anh ta mãi. Cô quen anh ta à? Anh cũng gặp anh ấy rồi. Anh ấy rất tuyệt phải không? Anh Thông, em không có gì hết. Em chỉ đến mua thuốc. Đại ca, hình như là tiêu sái. Mày nói đúng. Thằng ngốc đó bị dở kinh hoàng à. Đại ca, có đánh hắn không? Không, hắn không phải cảnh sát. Để xem hắn định làm gì. Thằng Thông, mày nghĩ mày là đại diện của dân à? Cái này hơi to hơn bình thường. Cấm lòng đây. Nhưng không phải ai cũng có. Anh ta đã vào đó một lúc rồi, không biết có chuyện gì. Anh không được ăn đồ khô hay đồ nóng, nhất là trứng đã chín để qua đêm. Chúng sẽ làm nó sưng lên ngay lập tức. Kể cả ăn bánh mì thiêu cũng nguy hiểm. Anh có sợ không? Cứ như mang một bao nặng 10 cân giữa hai chân. Nó gần chạm đất đấy. Nhìn như 15 cân vậy. Đồ ngu, mày nói chuyện này làm gì? Tao có dở kinh hoàng đâu, mày nói làm gì? Em không có ý như vậy. Em vào đây để cho anh biết em rất dũng cảm. Anh không nhận em là tiền thoại cho anh. Em sẽ khiến mình nổi tiếng. Chỉ mình mày sao? Bằng cái này. Trong đó đang nổ súng. Sống lớn. Định trốn hả? Đại quý, anh ta mang súng vào đó. Lại một người nữa kìa. Đợi tao với. Đợi với. Tránh ra. Khẩu súng này giả, nhưng bom là thật. Tao thề, không nói dối đâu. Đừng làm trò nữa. Tiêu sái, em đầu hàng. Đứng dậy, đẩy tôi ra ngoài. Nhưng thưa anh, em biết rồi. Quang hô, quang hô. Đứng im. Cảm ơn mọi người. Anh đi, viên cảnh sát đó thật tài đấy. Ừ, giỏi thật. Cảm ơn mọi người, tôi là tiêu sái. Súng giả thôi. Đồng nghiệp, mặc quần áo vào để chụp hình. Bom hẹn giờ. Đừng lo, bom giả thôi. Có bom. Ai ném bom vào xe tôi? Là anh ta. Đừng nghĩ cô trốn được. Đi theo chúng tôi. Đi thôi. Vào đi, nhanh lên. Mau lên. Các người muốn gì? Ngồi xuống. Thả tôi ra. Cô bị u não à? Là gì? Thật ra là... À không, sếp tôi muốn như vậy. Họ bảo tôi làm phim về một đề tài gây tranh cãi nên... Tranh cãi con khỉ. Xì canh an tình ái của các cô. A, B, C, D, ơ mới là gây tranh cãi. Buôn lậu ma túy là nghề đã có lịch sử từ lâu đời. Từ cổ chí kim, nhiều người đã dựa vào nghề buôn bán ma túy để nuôi sống gia đình. Còn nữa, nhiều tổ chức từ thiện đều xin tiền làm quỹ. Nhiều người trở thành huyền thoại nhờ buôn lậu ma túy. Thậm chí còn có phim nói về họ. Lữ Lương Dĩ nhất định sẽ giành giải diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ gia tinh bán ma túy. Vì sao nghề buôn lậu ma túy cao quý của chúng tôi lại cần cô đưa tin? Đại ca, hội đồng viên lý đến rồi. Mời anh ấy lên. Dân, chờ đã. Ra ngoài thu ngân lấy tiền mang lên ghét. Dân, tôi phải dạy cô một bài học.
Chúng mày làm gì tùy thích. Cảm ơn đại ca. Các người muốn gì? Anh muốn cho cô em xem hàng. Đừng làm thế, tôi bị ép đó. Không sao, tuần trước bác sĩ bảo là anh cũng bị mắc ép. Mày điên à? Dù mày muốn khoe hàng cũng không cần phải đeo nó đi khắp nơi. Mày tưởng tao thích chắc? Anh bị dở tinh hoàng à? Đúng là tiêu sái rồi. Đúng thế cô bạn. Tên tôi là Thiêu Sái. Hãy nhớ tôi. Nhờ anh bảo kê địa bàn này cho tôi. Không vấn đề. Không vấn đề. Đại ca, mày là ai? Làm gì vậy? Ngồi xuống. Ngoan lắm. Tôi là Tiêu Sái. Tiêu đại ca, anh muốn gì? Đừng hỏi tôi. Hỏi quậy đi. Cô ra kia xem đi. Hai người quả là trắng trợn. Sao anh dám hối lộ ủy viên hội đồng? Còn anh, sao anh dám nhận hối lộ? Làm sao người dân Hồng Kông có thể tin tưởng và ủng hộ các anh nữa? Tôi phải tố giác chuyện này. Đúng vậy. Cô sẽ làm gì? Tôi muốn ghi lại cảnh ủy viên hội đồng nhận hối lộ. Cái gì? Quay phim tôi sao? Tôi còn mặt mũi nào gặp các anh em nữa? Tôi thà chết còn hơn. Anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Đừng giả vờ nữa. Thẳng lưng lên. Sẵn sàng chưa? Tôi chuẩn bị quay này. Bắt đầu nhé. Ừ. Chạy máy. Quỷ viên hội đồng nhận hối lộ. Đứt một diễn. Nói gì đi chứ? Đừng ngồi lì như thế. Này, tôi hô diễn rồi. Diễn đi chứ. Cắt. Xong rồi sao? Các anh cam mà. Tưởng chúng ta đang quay phim cam mà. Nói gì đi chứ. Làm lại nhé. Quỹ viên hội đồng nhận hối lộ. Đứt hai diễn. Nhờ anh bảo kê địa bàn này cho tôi. Đó là câu của tôi chứ. Cắt. Gì nữa đây? Anh điên à? Quỹ viên hội đồng nhận hối lộ. Chứ có phải quỹ viên hội đồng đi hối lộ đâu. Sao anh không biết vai của mình? Chúng ta sẽ làm lại. Quỹ viên hội đồng nhận hối lộ. Đứt ba diễn. Nhờ anh bảo kê địa bàn này cho tôi. Không vấn đề. Cắt. Đồ dốt nát. Lại sai gì sao? Các anh quá cứng nhắc. Phải nhập vai chứ. Xem tôi này. Quỷ viên Lý, nhờ anh bảo kê địa bàn này cho tôi. Thấy tôi diễn đạt không? Thế mới gọi là diễn. Gì vậy? Thế này nhé. Quay anh ta trước, rồi Lý mới quay sang chỗ bên này. Được, anh chỉ đạo đi. Liệu hồn đấy. Quỷ viên hội đồng nhận hối lộ. Đứt 4, chuẩn bị diễn. Quỷ viên Lý, nhờ anh bảo kê địa bàn này cho tôi. Không vấn đề. Cứ tin tưởng ở tôi. Sao anh không diễn? Cô chỉ minh họa đến đoạn này thôi. Chẳng ai bảo anh giữ nguyên tư thế. Không được rồi. Đoạn này quá ngắn. Tôi muốn quay đoạn khác. Tôi phải vạch trần tất cả. Thái độ của đại ca băng đảng khi hối lộ phải như thế nào thì quỹ viên hội đồng mới chấp nhận. Tôi phải phơi bày sự thật, hiểu chưa? Chúng ta sẽ quay từ đằng sau. Liệu hồn đấy. Bắt đầu. Lớp 5 diễn. Quỷ viên Lý, tôi bắt thóp anh rồi nhé. Anh đã quấy rối cậu bé 15 tuổi đó. Vậy anh muốn gì?
Tôi muốn anh móc nối chúng tôi với cảnh sát. Anh sẽ được chia phần. Tiền không quan trọng. Mà chính là anh đấy. Tôi ư? Phải. Nếu anh hứa với tôi, anh muốn. Đúng vậy. Ngay từ khi anh bước vào, ánh mắt anh đã biểu lộ. Anh cũng quan tâm. Chúng ta có cùng sở thích. Ánh mắt tôi đã biểu lộ điều đó sao? Chúng ta có thể chuyển tình bạn sang tình yêu. Quyền lực của tôi cũng là của anh. Sao cũng được. Lý thân yêu. Chúng ta sẽ cùng tạo thế giới riêng. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Cắt. Tốt lắm. Anh điên rồi. Đừng đùa nữa. Đồng tính cũng đáng yêu mà. Chắc chắn cô sẽ được thăng chức. Setiap orang punya keanehannya masing-masing. Dan keanehanku adalah nulis surat cinta, lalu disimpan. Kok lo tumben sih nyuruh gue jalan sama cowok? Udah waktunya lo punya cowok. Masa mau sama gue terus? Itu surat gak tahu ya gue tulis berapa tahun yang lalu. Please, jangan diambil hati ya. Baru mau aku ambil hati. 15 tahun Ray kita temenan. Dan lo sampai sekarang gak tahu alasannya kenapa gue masih nemenin lo. Aku ngapain ada di sini kalau aku gak cinta sama kamu? Dear Love, premieres Friday, December 1st, 9 p.m. on Red. Em vẫn khỏe chứ? Anh qua đêm ở đây tối nay được không? Với phụ nữ tuổi 40 chỉ là trở lại tuổi 20 lần nữa. Khi chúng ta đi du lịch, hãy vờ như em 20 tuổi, còn anh 25 tuổi nhé. Đón xem bộ phim Trở lại tuổi 20 trên kênh Red by HBO. Khán giả lưng đài, hay bài phân nhìn, chân sự yên khán, yên sang một chân chính trả. Sương Lê, yếu sư yếu chí thá nệ người, 你要特别小心。警察，因为是敌是友，我们不清楚。你要杀我，随时可，你不杀我，就是不是时候。怎么合作？那就不合作。这么大的事情不通知我，就是说你也想杀我。 Infernal Affairs premieres Saturday, December 2nd, 9 p.m. on Red. Mất tung tích anh ta ư? Vô lý. Các anh phải tìm ra anh ta ngay. Rõ. Cô Lai, mở cửa đi. Tôi là Trần đây. Chúc mừng cô Lai. Chào chị Trần. Chuyện gì vậy? Tôi phải chúc mừng cô. Vì sao? Chị vào nhà đã. Ừ. Cô Lai, cô nổi tiếng rồi. Tôi nổi tiếng gì cơ? Tối qua cô không xem phim à? Không, tôi ngủ sớm. Tiêu sái, em trai cô đã nổi tiếng sau một đêm. Nổi tiếng ư? Phải, cả báo cũng đăng này. Thật không? Thật. May quá, hàng xóm ai cũng chúc mừng cô. Làm gì mà mỹ thế? Trời ơi, anh thật ghê tởm. Chị Trần, đừng đi. Đồ lót của anh ấy vẫn ở trong máy giặt, nên anh ấy mặc tạm đồ tôi. Phải rồi, cứ như chị chưa từng làm như thế. Lâu rồi tôi chưa được hít thở không khí trong lành buổi sáng. Lâu rồi tôi cũng chưa được hít thở không khí trong lành buổi sáng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu nữa. Vì sao? Tôi chỉ có một tháng. Còn một tháng để làm gì? Một tháng nữa tôi sẽ bắt đầu làm ca đêm. Tôi sẽ dậy muộn. Cô tên là gì nhỉ? Tôi tên là Annie. Tên anh khá hay đấy. Rất hay phải không? Đừng lãng phí buổi sáng tuyệt vời này. Tôi quay phim về anh nhé. Anh thấy sao? Tôi sẽ không bao giờ sai học sinh mua đồ ăn trưa nữa.
anh không phải cảnh sát à? Anh thật liều lĩnh. Vậy viên cảnh sát kia đâu? Tôi gửi anh ta về đại lục rồi. Sao anh lại mạo danh cảnh sát? Lúc trước anh làm nghề gì? Đôi lúc khó nói lắm. Anh cứ thông thả. Tôi phải gọi cho đài truyền hình. Trong máy quay hộ tôi nhé. Xem thử nào. Chính cô nhờ tôi trong đó đấy. Này, cô thích anh ấy rồi hả? Ừ, tôi thích anh ấy. Cô thích gì anh ấy đáng yêu à? Đúng. Chúng tôi có gì với nhau? Thật chớ trêu. Mình chỉ còn một tháng để sống. Sau đó phải làm sao? Tiêu Sái, cô ấy là người tốt. Đừng có làm cô ấy tổn thương. Tiêu Sái, sao anh lại nghịch máy quay của tôi? Annie. Thật ra tôi... Tiêu Sái. Mỹ Bảo. Tiêu Sái. Em làm gì vậy? Bình tĩnh đi. Anh ta đá em rồi. Đừng khóc. Chuyện gì vậy? Xem Johnny đã làm gì em này. Hắn đánh em mạnh như thế này sao? Đi tìm hắn. Tôi đi cùng anh. Chào cô. Hôn cô ấy đi. Mạnh nữa vào. Johnny, cảnh sát đến. Tiêu Sái, nhanh thật đấy. Mày quay lại cùng đồ thừa của tao. Sao mày dám đánh Mỹ Bảo? Bác Tài, gì vậy? Đây là 200 đô, bác mua đồ hộ tôi. Mày đánh Mỹ Bảo hả? Mày có tin ta sẽ bắn dở đầu mày không? Đứng yên, đừng tưởng mỗi cảnh sát có súng. Đúng vậy, mày kiêu ngạo quá. Mày đánh tao hả? Nếu còn ai đồng đến anh ấy, tôi sẽ đốt một xe nữa. Đây là chuyện của họ, không ai được can dự. Cô giỏi lắm. Nếu bạn tao táo bạo như vậy, mày nghĩ tao sẽ thế nào? Mày thắng rồi, muốn gì nói đi. Đúng vậy, chúng tôi không giải quyết bằng bạo lực. Nếu có gan, anh đua với Johnny đi. Đúng thế, tao sẽ tôn trọng mày nếu mày đua. Nhưng mày phải thắng tao. Phải đấy, có giỏi thì đua đi. Sao nào, sợ rồi à? Được. Tao sẽ đua công bằng với mày. Nếu thua, mày phải đối xử tốt với Mỹ Bảo. Tiêu Sái, nếu mày thua, tao sẽ không thua. Mới không gặp mấy ngày mà mày bạo gan quá vậy. Bi, lấy xe cho hắn. Dân, Mỹ Bảo, bảo Tiêu Sái đừng đua. Vì sao? Hai người đàn ông đánh nhau vì tôi. Cơ hội này quả là hiếm có. Em đến 1, 2, 3 thì bắt đầu nhé. Anh Johnny. Luật thế nào? Như mọi khi, người cuối cùng phanh lại và lấy được khăn của Mỹ Bảo sẽ thắng. Tiêu Sái, cẩn thận. Lên đi, tránh ra, đừng chắn tầm nhìn. Quần lót. Cô ấy đang cởi quần lót ra kìa. Nhìn đi, cô ấy đang cởi quần.
Tiêu Sái, đừng đua nữa, nguy hiểm lắm, sao anh lại chấp nhận? Đôi lúc đàn ông không thể lý giải những việc mình làm được. Sẵn sàng. Cho tôi đi nhờ, nhanh lên. Tiêu Sái, đừng thua. Johnny, có chừng. Tránh ra. Tiêu Sái, xoanh đi. Mày điên à? Đồ bất tài. Anh ta không sống nổi đâu. Xem này. Johnny, còn xe của tôi. Tôi sẽ đền cậu. Đồ bất tài. Tiêu Sái, anh ấy còn sống. Anh ấy ở đằng kia. Đi thôi. Tiêu Sái, xin cảm ơn. Tiêu Sái, anh giỏi lắm. Tôi rất nể anh. Anh biết phải làm gì rồi chứ? Tôi sẽ đối tốt với Mỹ Bảo. Thôi đi, tôi không quen anh. Còn nói nữa là tôi đánh đấy. Mặc quần vào đi. Dân. Xe của anh đẹp lắm. Anh cứ lấy đi. Khi nào chán thì trả tôi. Tôi gọi anh là gì? Tôi họ Dean, tên Jen. Jen Dean à? Mỹ Bảo lên xe đi. Dân. Tạm biệt. Tạm biệt. Sao anh lại dừng lại ở đây? Chúng ta chia tay đi, Mỹ Bảo. Chia tay ư? Anh nói gì vậy? Em biết rồi. Anh yêu cô gái ở đài truyền hình. Điều đó không liên quan. Anh không có phúc được ở bên cô ấy. Chào em. Tiêu Sái. Tiêu Sái. Tiêu Sái. Nếu anh hợp tác với tôi sẽ bỏ qua quá khứ của anh. Tôi sẽ chỉ quan tâm đến tương lai. Anh đã trở thành anh hùng của dân chúng sau sự kiện ở siêu thị. Vì thế, tôi muốn biến anh thành siêu cảnh sát đầu tiên của Hồng Kông. Anh sẽ là cầu nối giữa người dân và cảnh sát cũng như người bắt tội phạm. Ông vẫn chưa nói tôi được cái gì. Anh quả là thực tế, đi thẳng vào vấn đề. Được, tôi sẽ cho anh biết. Lương tháng là 40.000 đô, được trợ cấp nhà ở, bảo hiểm y tế và bảo hiểm cái chết bất ngờ. Bảo hiểm cái chết ư? Đúng vậy. Nổi tiếng có giá của nó.
Với danh tiếng hiện nay, anh sẽ bị các băng nhóm truy lùng. Nếu anh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, gia đình anh sẽ được đền bù 10 triệu đô la. Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi đồng ý. Saki Murayama kun nakunarimashita. Katsute tensai Habu Yoshiharu to gokaku ni watari ai, inochi no subete o tatakae ni sasageta otoko ga ita. Nishi no Kaido Murayama Satoshi yatte. Habu san tomo taikyoku wa ne, 20 shou bun no kaji ga aru ndesu yo. Tsuyoi na. Satoshi, a move for tomorrow, premieres Friday, December 8th, 9 p.m. on Red. Gần đây tôi thấy một bài trên diễn đàn, có một cô gái tên là Đường Quả, năm nay 20 tuổi nhưng đã có con trai 5 tuổi. Tôi sẽ đi tìm bố tôi. Tôi, Hạ Chi Vũ, hoàn toàn ủng hộ cô. Con là con gái bố. Chúc bố ngủ ngon. Đây là nhà tôi. Ai cho con nấu cơm ở đây? Ra đống, chào ông ngoại đi. Ông ngoại. Đón xem bộ phim Người gây bê bối trên kênh Red by HBO. Đợi đã, cô ấy còn sống chứ? Tớ sẽ tìm cách để cậu tán được Kirana. Tôi cảnh cáo anh tránh xa tôi ra. Này, gì thế? Nhìn này. Đó là... Xin lỗi. Giơ tay lên. Đại ca, nếu chết rồi, cậu sẽ sống mãi. Trang phục thứ nhất của siêu cảnh sát. Kỹ thuật, tôi sẽ tham gia chương trình thiếu nhi à? Cảnh sát trưởng, ông có hài lòng không? Còn có bộ đồ thứ hai mà. Cảnh sát trưởng, ông thấy đẹp không? Những còn bộ thứ ba. Đồ ngu, làm sao tôi đuổi bắt tội phạm bằng bộ này được? Đánh cho trận bây giờ. Tôi nhầm. Đây là bộ cuối cùng. Siêu cảnh sát thông minh. Cô Lai, thật ghen tị với cô. Cảm ơn, em trai cô thật giỏi đấy. Cậu ấy là siêu cảnh sát, cậu ấy còn dũng cảm nữa. Nghe nói là nhà cô rộng lắm. Lúc nào rảnh đến chơi mặt trượt nhé. Nhớ đấy. Xem này, dạy tớ được không? Anh nghiêm khắc với cậu vì muốn thúc đẩy cậu thôi. Cậu có hiểu ý tốt của anh không? Em hiểu, cho tôi xin chữ ký. Xin chữ ký thì phải xếp hàng. Đó là chú Tiêu Sái, còn phải học tập chú ấy. Đừng học tập người đứng bên cạnh. Ông ta là kẻ biến thái. Nhầm rồi. Chúng không phải là tội phạm bình thường. Trong một thời gian ngắn, chúng đã cướp 4 cửa hiệu nữ trang liên tiếp. Có thể chúng là người bên đại lục. Nguồn mật báo tin cậy cho biết, ngày mai chúng sẽ trở về đại lục. Chúng ta phải theo dõi chúng, nhất là tên này. Biệt hiệu của hắn là Thiên Nhãn. Sau khi tao chết, mày phải chăm sóc chị tao thật tốt. Dân, yên nghỉ nhé. Chết đi. Khỉ gió, mày chẳng nói được điều gì tốt đẹp. Ngủ đi. Tôi không buồn ngủ. Hai đứa nói chuyện gì thế, muộn rồi đấy. Chị à, cứ để người giúp việc làm, chị không phải làm đâu.
Họ không làm tốt với chị. Chị làm gì cũng được. Em đi đây. Cậu về sớm nhé. Chị à, này, chị không thích ăn bánh bao đâu. Về nhà sớm là được. Khi nào có tiền, chị không cần lo lắng nữa. Chị thấy mình giàu rồi. Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Ngốc à. Em đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Có bí mật. Có bí mật. Bí mật gì vậy? Em trai cô sắp chết. Anh ta sắp chết. Mày nguyền rủa em tao à? Con vật ngu ngốc, ngủ đi. Đúng vậy. Tôi biết ngay là có chuyện. Tôi đăng ký bảo hiểm lâu rồi mà chưa được hồi âm. Tiêu sái. Tôi quen anh đã lâu rồi. Tôi không biết phải nói gì. Đó là số phận rồi. Chống tội ác và bảo vệ pháp luật. Alo, cho tôi gặp Ngũ Phương Cường. Tôi đây, tôi gọi từ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm ư? Kết quả xét nghiệm bị nhầm. Người mắc bệnh nan y là anh Ngũ Phương Cường. Nghiêm trọng vậy sao? Cậu ấy đi chiến dịch rừng ư? Chiến dịch pháo đài, sao cậu biết? Tối qua cậu biết tin à? Cảm ơn cậu. Sao họ lại nhầm lẫn như thế chứ? Nhầm to rồi. Đi. Dừng lại. Ông Kiện, sao lũ chim chưa xuất hiện? Kiên nhẫn đi. Ngay cả dự báo thời tiết cũng có lúc sai. Chỉ cần dự báo có sấm chớp, chúng ta cũng phải chuẩn bị. Cẩn tắc còn hơn áy náy. Tất cả mọi người cảnh giác. Hết. Rõ. Nhiều tiền thế này, tiêu sao cho hết. Qua được cổng này, chúng ta sẽ giàu có, an tâm cả đời. Đúng vậy, tôi sẽ giàu có, tôi sẽ mở quán karaoke. Tôi sẽ xây nhà. Với số tiền này, cậu có thể tổ chức hòa nhạc riêng. Hòa nhạc ư, muốn có gì chẳng được. Chú ý, lũ chim ở trong xe trắng, biển số CS2150, tiêu sái tới chỗ chúng. Đưa chúng tránh xa đám đông, hết. Đại ca, nhân viên hải quan đến rồi, làm gì đây? Trên trái mày có chữ cướp à? Mày sợ quá rồi. Yên lặng thì mày sẽ qua được. Có gì phải sợ nào? Chuyện gì vậy? Chúng tôi kiểm tra xe phía trước lâu đấy. Lái qua một bên đi. Tiêu sái. Tiêu sái. Anh ta đang buộc dây dài sao? Chuyện gì vậy? Cán bộ đi cửa nào? Đằng kia. Cán bộ, tôi không thể đi được nếu xe sau không di chuyển. Tiêu sái, sao anh lại làm ở hải quan? Chẳng phải anh làm ở đội đặc nhiệm sao? Tiêu sái, xông lên, lùi lại. Khỉ thật, có biết lái xe không đấy? Đại ca, làm gì đây? Xông ra cửa. Dừng xe lại. Lùi lại nhanh lên.
Đi thôi. Tiêu sái. Anh làm sao thế? Sao lại ôm cô gái? Xin lỗi, tôi không biết anh đang làm việc. Tôi không nghĩ lại gặp cô ở đây. Tôi cũng vậy. Hẹn gặp cô ở kiếp sau. Mày làm sao thế? Bắn hắn đi. Bắn tao đi. Bắn tao đi. Súng giả à? Mày cắn đi. Cướp kiểu gì mà kém thế? Tao bảo mày bắn tao mà mày sợ. Không bắn được. Đồ bất tài, cút đi. Cán bộ ơi, anh ta điên rồi. Cứu thế giới. Đi dạy mẫu giáo đi. Đồ cướp bất tài. Tránh ra nữa không tao bắn. Đúng rồi. Một chút nữa thôi. Ngắm chính xác vào. Đây này. Tránh ra. Nếu không tao cho mày nổ tung. Coi chừng. Tất cả nằm xuống. Chết mà cũng khó. Mình bỏ lỡ cơ hội rồi. Lẽ ra mình phải đi theo. Vẫn còn một tên nữa. Này, tao tới đây. Mày chết như vậy sao? Tiêu sái. Tôi tìm em trai tôi. Tiêu sái. Chị có khỏe không? Thường đúng. Chị nghèo khổ cũng được. Nhưng sao cậu lại làm điều ngu ngốc thế? Chị à, em không còn nhiều thời gian nữa. Ai rồi cũng phải chết. Hãy tận hưởng những năm tháng còn lại. Nhưng em không còn nhiều năm nữa. Vì sao? Kết quả xét nghiệm bị nhầm. Em không bị mắc bệnh nan y. Cái gì? Nhầm ư? Đến gần, tao sẽ giết cô ta. Bình tĩnh, lùi lại, đứng yên. Để xem mày làm gì được khi tao sang đại lục. Đi mau, tiêu sái. Đi mau, cắm miệng. Tiêu sái, hẹn anh ở kiếp sau. Mày có sang Nga tao cũng bắt được. Đừng, tiêu sái. Tiêu sái. Đưa tôi khẩu súng. Đừng sợ. Dừng. Dừng lại. Dừng lại. Có giỏi thì chặn tao đi. Dừng lại. Quân giải phóng sao? Muốn bắt tao à? Đừng không. Cô lái đi. Tôi không biết lái. Làm gì đây? Cứ thử đi. Tôi ư? Tôi không làm được. Ba 662, anh vẫn sống à? Sao anh lại làm lính? Đây là nghề của tôi, sao anh lại ở đại lục? Đừng hỏi, giúp tôi bắt một tên đi. Bắt ai? Nhảy đi. Tôi không biết dừng xe. Nhanh lên, nhảy đi. Ba
Súng bazooka kìa. Khỉ thật, chết máy rồi, khỉ thật. Để tôi tặng quà cho hắn. Được. Nào, nổ máy đi. Hắn sắp đến rồi. Nhanh lên. Tao sẽ hất mày xuống vực. Được rồi, lên xe đi. Nhanh lên. Ôi không. Quang hô. Này 3662, anh đi đâu vậy? Tôi đang chạy trốn, tôi phải đi đây. Lần sau đến đây, anh nhớ mang cho tôi một ít dầu thảo dược nhé. Tạm biệt. Còn lần trước, kết thúc rồi. Không được. Nếu các ông sang đây, tôi sẽ không kiên nể đâu. Anh làm sao vậy? Tôi không thể đón người của mình sao? Nếu muốn sang, ông phải xin phép đã. Vậy sao? Tất nhiên. Nếu không thì sao? Xông lên, đứng lại. Các vị bình tĩnh. Nhìn đây. Nhìn kỹ đi. Cứ thoải mái nhìn. Đẹp quá. Hàng thật đấy. Không ở lót ư? Nguy rồi. Tiêu Sai, Tiêu Sai, chúng tôi xin chào đón anh. Xin chào đón anh. Chúng ta không phải gặp nhau ở kiếp sau. Tôi không ngại ở bên anh kiếp này và cả kiếp sau đâu.